Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tốt Game Online. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game mobile sắp về Việt Nam có tên gọi là Vùng Đất Huyền Bí. Đây là tên tiếng Việt, còn tên nước ngoài của nó các bạn thấy trên màn hình đó là Tale of Grim. Con game này khá là đặc biệt khi nó sẽ là những cái câu chuyện dựa trên bộ truyện cổ tích về truyện cổ Grimm ấy, bạn nào hồi xưa có đọc không? Thì đại loại con vùng đất huyền bí này nó sẽ khai thác, mình cứ gọi tên tiếng Việt nha. Nó sẽ khai thác cái đề tài về cái câu chuyện cổ Grimm. Đấy, rất là hấp dẫn. Thì con game vùng đất huyền bí này sẽ được nhà thành Gozone ra mắt trong lúc tới, và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm trước cái phiên bản nước ngoài để tự game này để xem con game này nó như nào. Về cơ bản thì đây sẽ là một con game thuộc thể loại game nhập vai thể tướng rảnh tay. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đặt tên cho nhân vật của mình nha. Cái con game này thì thuộc game thể tướng rảnh tay nha mọi người nhá. Cách chơi thì về cơ bản thì nó cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một con game có đồ họa 2D. Cái đồ họa này thì các cái nét vẽ này mình thấy rất là đẹp. Mình thích cái phong cách kiểu thiết kế đồ họa nha. Nó mang một cái gì đó nó huyền bí. Đồ họa thì mang phong cách hoạt hình kia, kiểu dạng như kiểu là đồ họa của phương Tây ấy. Nó mang hơi hướng gothic một tí, tức là nó sẽ trông nó rất là kỳ bí. Bạn nhìn đấy, nhân vật là hay là cả cái giao diện game ấy, nhìn nó mang một cái màu sắc nó u ám, nó huyền bí ấy. Mình khá là thích cái kiểu đồ họa như thế này, mình không biết gọi là chính xác là kiểu đồ họa gì nhưng mà khá là thích. Đấy, về đại loại cách chơi của cái con vùng đất huyền bí này, đó là các bạn sẽ chiêu mộ nhân vật, xây dựng đội hình. Đấy, chúng ta sẽ có các tính năng như kiểu nâng cấp level này, rồi mặc trang bị này, tăng sao này. Đấy, sau và chúng ta sẽ treo máy chiến đấu. Game thì cũng tích hợp tính năng gọi là treo máy rảnh tay ngay cả khi các bạn offline. Đấy, cách chơi thì hoàn toàn tự động nhé, chiến đấu hoàn toàn tự động luôn. Các bạn có thể xây dựng đội hình tối đa là 5 5 tướng. Đấy, mình sẽ ghép mảnh thêm tướng mới này. Đấy, cách chơi đơn giản lắm. Nó game thể tướng rảnh tay mà, bạn nào mà chơi rồi nhiều rồi chắc chắn dễ làm quen. Đây, chúng ta có tính năng nhận thưởng treo máy này và tiếp tục chiến đấu nhé. Ban đầu thì mình cứ làm theo chơi game thôi. Thì thường dạng game đấu tướng này anh em quan tâm nhất là cái phần tỷ lệ chiêu mộ nó có cao hay không. Đấy, nếu mà cao thì anh em sẽ rất là khoái, bởi vì là như vậy thì các bạn cái tỷ lệ mà các bạn ra tướng ngon ấy nó sẽ nhiều hơn. Đấy, không biết là con game này như nào, tí nữa mình sẽ xem. Ở đây thì mình vẫn đang phải chơi theo cái hướng dẫn của game đấy nhá. Đấy, chúng ta sẽ có một vài cái tính năng. Cái này như kiểu nó gọi là Dream Rank, như kiểu là mình không biết dịch ra gì, cái này thì đợi bản tiếng Việt. Đấy, chúng ta gọi là trải nghiệm qua thôi. Như kiểu nó như kiểu là bảng, nó như kiểu quân hàm ấy, kiểu kiểu mình giảm mình ví dụ như thế, nó bậc rank các thứ đấy. Ở các game này ấy, khi trong lúc nhân vật chiến đấu thì anh hoàn toàn có thể bấm ra ngoài, tức là ví dụ nhân vật đang chiến đấu thì các bạn phải bấm ra ngoài làm những công việc khác như kiểu nâng cấp tướng rồi làm cái gì thì tùy anh em. Đấy, tức là nó không bắt buộc anh em phải quan sát nhân vật chiến đấu, khá là tiện. Đây, đăng nhập 8 ngày nhận quà này. Đấy, ngày thứ hai các bạn sẽ tặng từ 5 sao rồi các cái gói quà. Game này thì ở đây thì mình chơi cho biết thôi nha anh em nhé, còn cụ thể thì phiên bản tiếng Việt ấy sẽ ra mắt trong thời gian tới, cũng trong khoảng vài ngày nữa thôi thì sẽ có bản tiếng Việt. Đây, các bạn sẽ vượt ải và nhận quà. Đấy, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ bấm vào này chiến đấu nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có đây hòm thư này, mình sẽ nhận thưởng hòm thư. Đây, cái phần này để các bạn chiêu mộ bao gồm là chiêu mộ thường, chiêu mộ đặc biệt và chiêu mộ tình bạn. Đấy, các bạn sẽ được các cái tướng nha. Đây, hoàn thành nhiệm vụ này, lên rank này. Đấy, lên rank này thì rank này thì nó sẽ cộng thêm chỉ số cho cả đội hình của mình. Chúng ta đánh boss này và sẽ giới thiệu một hero mới. Đấy, hình ảnh hiệu ứng hình ảnh chiến đấu các thứ đẹp nha, game 2D thôi nhưng mà nhân vật thiết kế mình thấy chi tiết và ấn tượng, cũng như là hiệu ứng kỹ năng chiến đấu của nhân vật thì rất là đẹp. Đó, chúng ta sẽ có một cái hero mới, hình như là sẽ giới thiệu hero này là hero nạp đầu thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Đúng rồi, như là các bạn sẽ nạp đầu thì các bạn sẽ được tặng một hero hệ băng như này. Tức là game này thì tướng này nó cũng chia hệ nhá, thì mình sẽ giới thiệu anh em. Đấy, đây là bảng nhiệm vụ này. Đây là các cái sự kiện trong game như kiểu là đăng nhập nhận quà rồi các cái gói quà tuần quà tháng. Đấy, các bạn nếu mà sau này các bạn chơi thì các bạn có thể nạp vào. Là vậy thôi. Đây là phần danh sách profile, mình sẽ ngó qua giao diện, nói chung là cũng khá là dễ hiểu. Đây, đây là phần đội hình này, chúng ta có phần trận hình này,
Rồi thuộc tính, chúng ta sẽ có 5 thuộc tính nhá. Nước khắc lửa, lửa khắc gió, gió khắc nước. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai thuộc tính chuyên biệt, đó là ánh sáng bóng tối. Đấy, sẽ khắc chế lẫn nhau. Và ngoài ra khi các bạn đưa những cái tướng cùng phe ra trận thì nó sẽ cộng thêm chỉ số. Thường thì sau này các bạn sẽ chơi cái bộ tướng hệ light hoặc dark, tức là hệ ánh sáng bóng tối. Các bạn có thể mix 5 tướng 5 hệ cũng được, nhưng mà nó cộng chỉ số không nhiều như là việc các bạn chơi 5 tướng cùng hệ nhá. Đây. Đấy, tốt nhất là các bạn nên chơi 5 tướng cùng hệ thôi. Ban đầu thì có hero nào thì chơi hero đấy. Sau này nhiều tướng rồi thì các bạn mới xoay chuyển đội hình sau. Rồi, đánh tiếp nha. Đợi tí thì mình sẽ xem cái phần gọi là phần tỷ lệ chiêu mộ. Đây, mình sẽ xem phần tỷ lệ chiêu mộ ở đâu nhỉ? À, trên góc trên đúng không? Có phần đen đi thôi kìa. Đấy, phần tỷ lệ chiêu mộ tướng này, danh sách tướng. Đợi tí nhá. Đấy, đây. Tỷ lệ chiêu mộ nó là ở đây. 3 sao là 80% này, 4 sao là 15% và 5 sao là 5%. Tỷ lệ 5% này là một tỷ lệ trung bình, tức là hầu như là các game thẻ tướng bây giờ là tầm 5%. Hầu như nhá, có game nào nó cao hơn thì tầm 10% hoặc là thấp hơn thì tầm 2%. Đấy, chúng ta sẽ có tướng cao nhất là hệ kim, tướng vàng đấy, rồi tướng đỏ, tướng cam, tướng tím. Đấy, nó sẽ chia hệ ra và từ 3 đến 5 sao. Sau này các bạn phải nâng sao lên nữa cơ. Đấy thì đây tỷ lệ hệ chiêu mộ này. Rồi ra chúng ta các bạn tốt nhất là các bạn nên chơi theo cái phần gợi ý đội hình này. Đấy, game sẽ gợi ý cho các bạn các cái đội hình có trong game thì các bạn nên chơi theo. Sau này hero ấy các bạn phải nâng cao nhất là 10 sao như mà nhá. Để nâng sao thì các bạn sẽ phải hy sinh những cái hero khác để nâng lên. Đấy, cũng khá là tốn kém đấy. Đây mình sẽ ngó qua một số nhân vật. Đấy. Các bạn thấy không? Có cả Ngộ Không này. Đấy. Nhân vật thiết kế rất là đẹp luôn, mình phải nói là rất là đẹp. Và ngoài ra khi bạn nâng sao lên thì cũng có thể tiến hóa hình dáng nữa. Đấy. Thì đây các bạn hãy chơi theo cái phần đội hình này nhá. Mình sẽ đấy mình ngó qua một số nhân vật cho anh em xem thôi. Đấy về cơ bản là vậy. Rồi các bạn đừng quên là hãy nâng cấp tướng các bạn lên. Ví dụ nâng lên level 30 thì các bạn sẽ cần đột phá nguyên liệu đột phá, và khi các bạn đột phá thì sẽ mở khóa kỹ năng mới. Đấy, cái này thì bạn nào mà chơi game thẻ tướng nhiều thì mình nghĩ là các bạn sẽ không khó để làm quen đâu. Cái này quá quen thuộc rồi. Thì về cơ bản thì con vùng huyết huyền bí này nó chơi rất là đơn giản thôi, dạng game thẻ tướng rảnh tay. Được cái là như mình đã nói, ấn tượng nhất vẫn là cái đồ họa và cái đề tài game này nó khai thác, đó là đề tài liên quan đến những cái câu chuyện cổ Rim. Đấy, rồi tiếp tục chiến đấu nha. Đấy, mình sẽ nghịch thêm một xíu nữa thôi, chứ còn về cơ bản thì có lẽ là để mà những có cái tính năng nâng cao thì chúng ta sẽ đợi cái phiên bản tiếng Việt thì mình sẽ chơi nó kỹ hơn. Đây album này. Đây chúng ta sẽ có phần các bạn chiêu mộ tướng thì các bạn kích hoạt phần gọi là duyên tướng. Đấy, nó sẽ cộng thêm chỉ số cho các đội hình các bạn. Cái duyên này thì đến từ những cái nhân vật mà có trong những câu chuyện với nhau, liên kết của từng câu chuyện thì các bạn có thể kích hoạt lên. Đấy, nói chung là game này thì các bạn sẽ phải chiêu mộ rất nhiều, sẽ phải chiêu mộ rất là nhiều, chiêu mộ hết. Dùng kim cương hoặc là dùng cái vé quay. Game này thì nó cũng sẽ tặng cho bạn rất là nhiều cái ưu đãi về mặt vé quay cho các bạn, để trong quá trình các bạn chơi thì các bạn sẽ nhận được tướng hoàn toàn miễn phí. Quan trọng ấy, tướng có tướng thì đơn giản thôi, mình nói thật là với tỷ lệ 5% thì các bạn quay 10 lần thì sẽ được tướng 5 sao rồi. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải nâng lên làm sao để nâng lên 6 sao này, thậm chí là 10 sao. Đấy, cái đấy mới khó vì nó rất là tốn kém. Chứ còn để mà có tướng 5 sao thì thật sự rất là đơn giản ở trong con game vùng đất huyền bí này. Thì thôi, đây nhiệm vụ này, tiếp tục mình sẽ đánh thêm một xíu nữa nhá. Đây là đây hoàn thành nhiệm vụ thì mình sẽ lên rank này, cộng thêm chỉ số. Tiếp tục chiến đấu. Đấy, các bạn sẽ treo máy và đánh thôi. Rất là đơn giản, cách chơi thật sự là rất là đơn giản. Đây, các bạn sẽ được tặng vượt ải, các bạn sẽ được tặng thứ miễn phí, các bạn sẽ chọn một trong ba tướng như này. Đấy, nó sẽ tặng cho mình 10 lượt quay tướng miễn phí, nhưng mà các bạn chỉ chọn một trong ba thôi. Ví dụ mình sẽ quay thử nhá. Đây. Sao để tắt cái này quay nhanh ta? Đây rồi, đấy, ví dụ mình là tướng hai tướng 5 sao này. Đấy, mình sẽ chọn đây, chọn tướng này. Và tiếp tục đấy các bạn, mình sẽ chọn ra ba tướng và để chọn, và mình sẽ chọn một trong ba tướng này thôi, tức là không phải là nhận cả ba tướng đâu nhá. Đấy, để một cái lưu ý. Mình sẽ lấy tướng hệ ánh sáng này đi. Rồi. Tiếp tục cái cuối này. Đấy các bạn cứ vượt ải thì các bạn sẽ nhận được tướng miễn phí, cũng khá là hay. Thật ra thì cái này thì nhiều game có rồi.
cũng không phải gì quá là đặc biệt cả, nhưng mà là cũng là một cái ưu đãi cái khi các bạn chơi con game Vùng Đất Huyền Bí này thì các bạn sẽ nhận được tướng miễn phí. Thì đây còn cái mà anh em lưu ý. Đấy, sau này mình sẽ chọn một trong ba tướng này nhá. Sau này đấy, mình các bạn thích tướng nào thì bạn ấn vào chọn thôi. Rất là đơn giản. Đấy thì các bạn sẽ vượt ải và nhận quà. Về cơ bản thì con Vùng Đất Huyền Bí là như vậy nhá. Và cụ thể ví dụ mà các tính năng hoạt động sau này thì có lẽ là các bạn đợi cái phiên bản chính thức thì mình sẽ giới thiệu sau. Còn ở đây thì mình hôm nay thì mình giới thiệu sơ qua cái phiên bản nước ngoài để các bạn nắm được cái đồ họa cũng như là gameplay của con Vùng Đất Huyền Bí đây thôi. Đấy, một dạng game đấu rẻ tướng rảnh tay rất là quen thuộc. Ok, thì như vậy là cậu Vàng cũng giới thiệu cho anh em về một con game mobile sắp được phát hành tại Việt Nam bởi nhà hàng Gozone, có tên gọi là Vùng Đất Huyền Bí nhá. Ở đây là mình đang chơi bản nước ngoài thôi. Thì anh em có thể lên fanpage để hóng những thông tin về game, game cũng chuẩn bị ra mắt rồi. Đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng, mà thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Online của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!